mộng thắm cùng ai. Cao sang quyền quý anh vui trọn một cuộc đời, yêu thương nồng thắm thuở ban đầu còn lại gì. Mình em xót xa ôm tình giữa sang mà cho Nhung con đó. Nhung con giỏi lắm á, các con vừa đi học nè ha, xong rồi vừa đi làm quán chay phụ mẹ nè, không tính tiền nha, rồi về nhà là tắm cho mấy em nè, sáng thức dậy là phải nấu ăn cho mấy em, cho mấy em ăn sáng, xong rồi nấu đồ ăn trưa, xong rồi đi làm đó. Trời ơi, rồi tối đi học nữa. Nó như một người, nó như một người mẹ trong nhà. Giỏi nhất trong nhà, nó như một người mẹ vậy đó. Giặt đồ cho em Út rồi đủ thứ á. Chưa tính tới cái khâu mà khâu gì nữa? Rửa ráy. À, chưa tính tới cái khâu mà rửa ráy tắm cho em. Xong rồi em mình đợi nó đi về khuya là hai mấy đứa em phải nằm đó đợi, không chịu ngủ, ngồi cầu thang đợi giống như đợi má về vậy đó. Chị Nhung lên giường ngủ. Tội nghiệp. Nắng hạ đi mây trôi lang thang cho hạ buồn, khói coi rúng đồng để ngắm vui,
chim nhớ lắm. Mẹ buồn vui khi mẹ kêu cậu tới gần, biếu cậu ngồi, mẹ nhô tóc sâu, hai chị em tóc bạc như nhau. Đôi mắt cậu buồn nhiều phiêu lơ, sống chơi những ngày đầu chưa, ba giá muốn dừa chuyện đêm xưa, trái nắng dầm mưa. Ai cách xa cội nguồn, ngồi một mình, nhớ lũy tre xanh vào quanh khung trời kỷ niệm trầm thèm sao đắng nấu cằn. Khỏi cần nhạc luôn, hát luôn nhớ lúc anh vừa quen nào em biết hiểu gì mà nó lâu quá không nhớ, không nhớ mà đấy. Lúc sinh thời, Phi Nhung đã nhận 23 người con nuôi. Tất cả đều được nữ ca sĩ đặt tên, nuôi dạy và chăm sóc chu toàn. Sau khi Phi Nhung qua đời, các con nuôi đều có cuộc sống riêng nhưng vẫn thường tề tửu vào những dịp đặc biệt, nhớ thương về người mẹ quá cố. Riêng Hồ Văn Cường không còn thân thiết với các anh chị em. Nhân dịp Tết đến, các con nuôi của Phi Nhung đã quây quần bên nhau, chuẩn bị đón năm mới. Tuyết Nhung tiết lộ những chiếc bánh tét được mọi người gói sẽ dành tặng cho những người ăn chay. Mong ai nhận được sẽ luôn hạnh phúc, ấm áp ngày xuân. Các con nuôi khác của Phi Nhung cũng đều bắt tay vào việc làm bánh. Mặc dù các con nuôi của Phi Nhung tụ họp ấm cúng nhưng lại thiếu vắng Hồ Văn Cường. Những năm qua, nam ca sĩ không còn giữ mối quan hệ thân thiết với các anh chị em. Thay vào đó, Hồ Văn Cường chăm chỉ chạy show, ra ở riêng cùng phụ huynh. Dẫu vậy, giọng ca bà Năm vẫn lập bàn thờ mẹ nuôi tại nhà. Trong một cuộc phỏng vấn, Tuyết Nhung từng tiết lộ không còn giữ liên lạc với Hồ Văn Cường. Nữ ca sĩ chia sẻ, từ rất lâu chúng tôi không còn liên lạc với Hồ Văn Cường và cậu ấy cũng vậy. Trước khi mẹ mất, chúng tôi đã không còn trò chuyện với nhau nên sau khi mẹ qua đời thì không còn giữ liên lạc nữa. Trong những ngày kỷ niệm hay đám giỗ một năm của mẹ vừa qua, Hồ Văn Cường cũng không xuất hiện, chính vì vậy nên chúng tôi nghĩ cũng không nên bận tâm tới nữa. Từ khi Phi Nhung ra đi, Hồ Văn Cường và các con nuôi của nữ ca sĩ hạn chế nhắc đến nhau. Trong những dịp đặc biệt, nam ca sĩ cũng không xuất hiện, thay vào đó tự thờ phụng người mẹ quá cố tại tư gia. Video đến đây là hết. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi.